Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Con trai thi điểm cao nhưng chỉ được nhận vào trường nghề, bí mật nằm sau hành vi độc ác của người mẹ kế. Bành Bành rất thoải mái sau kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và rất tự tin vào kết quả của mình lần này vì cậu luôn đứng nhất lớp từ thời tiểu học. Với kết quả 660 điểm, cậu có thể đủ để vào các trường trung học trọng điểm địa phương. Cả gia đình đều vui mừng với kết quả tốt của Bành Bành, đặc biệt là ông bố Bành Quốc Cường. Không lâu sau, Bành Bành nhận được thư nhập học, nhưng khi mở nó ra và phát hiện lá thư nhập học từ một trường nghề, cậu thanh niên gần như chết lặng. Cậu không hiểu tại sao mình chỉ được nhận vào một trường nghề, trong khi nguyện vọng đăng ký ban đầu rõ ràng đã được điền vào một trường trung học trọng điểm. Bành Quốc Cường tức giận đến mức tìm giáo viên ở trường để có lời giải thích. Cô giáo nói rằng chính mẹ kế của Bành Bành, Trinh Lệ Hoa, đã nói rằng điều kiện gia đình không tốt và cô chỉ hy vọng rằng đứa trẻ sẽ nhanh chóng học được nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì vậy, giáo viên đã cho cô mật khẩu tài khoản đơn đăng ký nguyện vọng của Bành Bành. Đối mặt trực tiếp với giáo viên, Trinh Lệ Hoa cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô thực sự đã tự ý thay đổi nguyện vọng của Bành Bành. Tại sao Trinh Lệ Hoa lại làm như vậy? Điều này phải bắt đầu từ mối quan hệ giữa Bành Quốc Cường, Trinh Lệ Hoa và mẹ ruột của Bành Bành. Trinh Lệ Hoa không phải là mẹ kế của Bành Bành theo nghĩa pháp lý. Cô và Bành Quốc Cường đã ở bên nhau hơn 3 năm nhưng họ chưa đăng ký kết hôn, có thể nói họ chỉ là bạn trai và bạn gái. Bành Quốc Cường gặp Trinh Lệ Hoa, một giáo viên cấp 2, hai người thầm yêu nhau bất chấp anh đã có vợ con. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tình yêu, anh đã đệ đơn ly hôn. Tăng Mỹ Lâm hiểu được cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn nên đành chấp nhận. Tuy nhiên Tăng Mỹ Lâm có một điều kiện, đó là con trai Bành Bành phải sống với bố. Sau đó Trinh Lệ Hoa đã công khai chuyển đến sống tại nhà Bành Quốc Cường. Cô nghĩ làm giáo viên cùng người yêu kinh doanh đại lý xe hơi cũ và sở hữu cuộc sống khá đủ đầy. Khi Trinh Lệ Hoa chuyển đến, Bành Bành không tỏ ra chán ghét vì mẹ từng dặn dò nhiều lần rằng hãy tôn trọng và lịch sự với mẹ kế. Cứ thế cả ba sống với nhau như một gia đình hạnh phúc thực thụ. Sống chung nhà như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, điều này khiến Trinh Lệ Hoa rất bất an. Công việc của Bành Quốc Cường lại bận rộn, đêm nào cũng về muộn. Vì quá mệt mỏi nên về cơ bản về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, Trinh Lệ Hoa cảm thấy rất khó mở lời. Trinh Lệ Hoa nghi ngờ Bành Quốc Cường đã làm điều gì đó không đứng đắn bên ngoài. Đôi khi cô sẽ kiểm tra điện thoại di động của Bành Quốc Cường, hai người thường xuyên cãi vã. Bất hòa với người yêu, Bành Quốc Cường bắt đầu nhớ về vợ cũ hiền lành và gia đình trọn vẹn vốn có. Tăng Mỹ Lâm cũng cảm thấy chồng mình không muốn bỏ rơi gia đình này, dù sao cả hai đã ở bên nhau chục năm và có một đứa con trai. Trong lòng cô, chỉ cần Bành Quốc Cường muốn quay đầu, cô có thể tha thứ và bắt đầu lại. Chính vì vậy, cả hai thường xuyên tương tác qua tin nhắn, mặc dù chủ đề đều xoay quanh con trai Bành Bành, nhưng điều này cũng đủ khiến Trinh Lệ Hoa cảm thấy hoảng sợ. Cảnh ấm áp của Bành Quốc Cường đi mua sắm trong siêu thị với vợ cũ và con trai đã được Trinh Lệ Hoa nhìn thấy. Từ đó, trong lòng cô bắt đầu nghĩ làm thế nào để Bành Quốc Cường phải trả giá cho hành động của mình. Thật trùng hợp, lúc này Bành Bành đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cô quyết định mạo hiểm thay đổi nguyện vọng của Bành Bành. Bành Quốc Cường cảm thấy rằng Trinh Lệ Hoa đã làm chuyện tày trời, nạn nhân chịu hậu quả to lớn nhất chính là con trai mình. Anh đã đuổi người yêu cùng chung sống ra khỏi nhà. Trinh Lệ Hoa yêu cầu phí chia tay 500.000 nhân dân tệ, hơn 1,7 tỷ đồng mới chịu dọn ra ngoài. Bành Quốc Cường nghe vậy liền nổi trận lôi đình, ném hết quần áo và đồ dùng của cô ra ngoài mắng, ra khỏi nhà tôi. Bành Quốc Cường khuyên con trai học lại lớp 9 để tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 một lần nữa. Mặc dù hành vi của Trinh Lệ Hoa không hợp pháp, nhưng Bành Quốc Cường không bắt cô phải chịu trách nhiệm vì cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Ăn ít hơn con người theo tỷ lệ cơ thể. Cá mập được gọi là may ăn, tuy nhiên vì chúng là loài động vật máu lạnh, một số loài cá mập chỉ ăn khoảng 2% trọng lượng cơ thể mỗi ngày, ít hơn một chút so với khẩu phần con người thường ăn. Di chuyển rất nhiều. Trong khi các nhà khoa học vẫn còn cần tìm hiểu nhiều điều về tập tính di cư của cá mập, các nhà nghiên cứu biết rằng một số loài có di chuyển rất nhiều. Cá mập xanh Prionascoca đi lang thang khắp Bắc Đại Tây Dương trên các hành trình kéo dài từ 1.200 đến 1.700 hải lý,
khoảng 2.220 đến 3.145 km. Sau khi một con cá màu xanh được gắn thẻ ở New York, nó đã bơi 3.740 hải lý, khoảng 6.919 km tới Brazil. Một số cá mập phải bơi liên tục để hít oxy từ nước qua mang của chúng. Các loài khác có thể đạt được điều này trong khi bất động. Không ngủ. Cá mập không ngủ, thay vào đó, chúng có các giai đoạn hoạt động xen kẽ với nghỉ ngơi. Các hóa thạch sống. Cá mập là loài động vật cổ xưa nhất trên trái đất. Dựa theo nghiên cứu hóa thạch, tổ tiên của những con cá mập hiện đại đã xuất hiện từ 400 triệu năm trước. Các loài cá mập đã thay đổi tương đối ít trong khoảng thời gian đó và đôi khi chúng được gọi là hóa thạch sống. Mọc răng. Cá mập có thể thay thế răng bị gãy trong chỉ 24 giờ và có thể thay hàng ngàn răng trong suốt cuộc đời. Răng cổ là nguồn gốc của các hóa thạch cá mập đã biết. Bộ xương cá mập bao gồm sụn, phân hủy nhanh chóng. Sống được trong môi trường nước ngọt. Hai loài cá mập có thể tồn tại trong thời gian dài trong nước ngọt, cá mập bò và cá mập mũi nhọn, Clyphis. Cả hai loài đều có thể di chuyển quãng đường cực lớn trên sông. Ví dụ là người ta đã từng bắt được cá mập bò 2.800 km ở thượng nguồn sông Mississippi và 3.480 km trong đất liền ở Amazon. Tuy nhiên, cả hai đều không sống được trong những vùng nước ngọt không có lối dẫn ra biển. Bộ xương bằng sụn. Cá mập có bộ xương không phải làm bằng xương mà là sụn, kiểu mô tương tự như trong mũi và tai người. Bộ xương sụn nhẹ hơn xương và giúp cá mập có thể nổi lơ lửng trong nước. Nhân vật của công chúng. Các phương tiện truyền thông cực kỳ thèm khát những câu chuyện cá mập cắn người. Chẳng hạn mùa hè năm 2011 đã xuất hiện cơn sốt về các vụ cá mập tấn công và thậm chí còn được gọi trên bìa tạp chí Time là mùa hè cá mập. Tuy nhiên, năm 2001 chỉ sở hữu con số trung bình về mặt thống kê 76 cuộc tấn công cá mập và 5 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, so với 85 vụ tấn công và 12 trường hợp tử vong vào năm 2000. 30 năm trước, bộ phim bom tấn Charge đã mang nỗi khiếp sợ cá mập đến các rạp chiếu phim toàn cầu. Bộ phim phá kỷ lục do Steven Spielberg đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Peter Pedley thu về gần 130 triệu đô la Mỹ chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Bộ phim được cho là đã làm cho cá mập trở thành kẻ thù số 1 của công chúng. Một số kỷ lục của các loài cá mập. Cá mập Mako vây ngắn, Acerus oscillatus, thường được công nhận là cá mập nhanh nhất thế giới. Tốc độ đo được lên đến 20 dặm một giờ, thậm chí có thể nhanh hơn. Cá mập Mako bắt được cả những con cá nhanh nhẹn nhất như cá ngừ và cá kiếm. Cá mập lớn nhất là cá mập voi, Rincon tibus, có thể dài tới 20 mét. Gã khổng lồ hiền lành này ăn những sinh vật phù du nhỏ bé. Một trong số các loài cá mập nhỏ nhất là cá mập nước sâu, Edmonstrus berry, là một cư dân của vùng Caribbean. Loài cá này có chiều dài ít hơn 8 cm.